Làm bánh mì gì hả em? Lấy cho tôi một bánh mì ruốc. À, chà bông đúng không? Không, ruốc. Chà bông. Ruốc là chà bông. Ruốc á. Bánh mì mà đem chấm ruốc hả con điên? Thì bánh mì to thế này mà thua cả xe bánh mì lề đường cơ à. Cái xe bánh mì đến từ Bình Dương hay gì mà chấm ruốc? Chà bông ngoài Bắc là ruốc đó. Ồ thế à? Lê ổ bánh mì chà bông ruốc. Bánh mì chà bông.